Tô Tổng chạm bốn tướng thị uy, các lãnh đạo Nghệ An lo sợ sẽ vô lò. Với tinh thần tốc chiến chốc thắng, chỉ trong hơn 2 tuần khi Tổng Trọng qua đời, Chủ tịch Tô Lâm đã giành được chiếc ghế quyền lực nhất của Đảng. Như vậy, chỉ trong vòng có 73 ngày, ông Tô Lâm đã nắm giữ trong tay cả hai chức vụ cao nhất là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Trước đây vào tháng 10 năm 2019, sau khi cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, ông Trọng cũng đã giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ cơ quan truyền thông nào sử dụng cụm từ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa để nói về chức vụ của ông Tô Lâm. Điều đó cho thấy trong nội bộ của Đảng vẫn còn đang tranh chấp, chưa thể kết luận liệu ông Tô Lâm sẽ nhất thể hóa hay giữ chức duy nhất ở Tổng Bí thư, còn ghế Chủ tịch nước sẽ dành cho một nhân vật khác sắp tới. Khả năng cao ông Tô Lâm thực hiện nhất thể hóa để kiêm nhiệm cả Tổng Bí thư và Chủ tịch nước theo mô hình của Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình đã thực hiện. Như vậy, ông sẽ nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Ngay khi Tô Lâm vừa nhận chức Tổng Bí thư sáng ngày 3 tháng 8, thì trong phiên họp làm việc buổi chiều cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo Ban chấp hành Trung ương xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ trong Đảng của một số lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định cho ông Lê Minh Khái thôi giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Các ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh Quảng Ninh và Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tuyên Quang, thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 với lý do bốn người này đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Từ quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng, những cá nhân vừa kể trên, nếu giữ các chức vụ trong chính quyền, thì sẽ được các cơ quan hữu trách làm thủ tục miễn nhiệm. Cụ thể, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng của ông Lê Minh Khái và chức Bộ trưởng của ông Đặng Quốc Khánh, theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Như vậy, cho đến nay, số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng còn lại là 171 trên tổng số 180 ủy viên, và tất cả các phó thủ tướng được bầu từ đầu nhiệm kỳ 13 cho đến nay đã không còn một ai. Cụ thể, ông Lê Văn Thành thì qua đời, ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã xin thôi chức. Nhân vật cuối cùng là ông Lê Minh Khái cũng vừa bị bãi nhiệm. Công luận cho rằng, buổi sáng ông Tô Lâm đoạt chức Tổng Bí thư, buổi chiều ông lập tức vung kiếm hạ ngay bốn nhân vật ủy viên Trung ương. Sang tuần tới có thể sẽ đến lượt nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh. Khả năng cao những cái tên như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc và Trần Hồng Hà là những món nợ cũ của Tô Lâm sẽ phải ra đi. Phó Thủ tướng Khái chính là đệ tử thân cận của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Khái từng giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng Thanh tra Chính phủ. Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký là một nhân vật được cho là đàn em thân tín của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nếu ông Ký nắm giữ những bí mật về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm muộn cũng sẽ bị Tô Lâm cho vào lò. Trong số 4 nhân vật vừa bị cho thôi chức, Đặng Quốc Khánh là đối thủ của Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đặng Quốc Khánh là con của cựu bí thư Hà Tĩnh Đặng Duy Báu. Theo giới thạo tin, Nguyễn Thanh Nghị được cho là ứng viên sáng giá cho chức Phó Thủ tướng thay cho Trần Hồng Hà. Từ đó có thể thấy vị thế của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng vẫn còn vững như bản thạch. Chiến thắng của Tô Lâm vẫn có bóng dáng của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là một đối thủ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ lâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm chạm bốn tướng thị uy có khiến cho lãnh đạo phe Nghệ Tĩnh lo sợ hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Ai đứng sau kế hoạch đặc xá để giải cứu cho quan tham Chu Ngọc Anh? Ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị cáo trong đại án Việt Á với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tháng 1 năm 2024, ông Chu Ngọc Anh đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án 3 năm tù giam. Theo truyền thông nhà nước, tại phiên tòa, ông Chu Ngọc Anh đã khai nhận 200.000 đô la,
tương đương 5 tỷ đồng là tiền cảm ơn của ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á. Tờ báo Người Lao Động vào ngày 2 tháng 8 đưa tin Bộ Công an, ông Chu Ngọc Anh nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét đặc xá. Bản tin cho biết sáng cùng ngày, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Việt Nam. Tại cuộc họp báo này, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Quốc Hùng cho biết ông Chu Ngọc Anh sẽ được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác, nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét đặc xá. Trên mạng xã hội của người Việt Nam có nhiều ý kiến đánh giá tin tức này không có gì bất ngờ. Vào ngày 9 tháng 1, tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư đã đề nghị cho ông Chu Ngọc Anh được hưởng án bằng thời gian tạm giam. Theo đó, tại phần tranh tụng, luật sư bảo chữa cho ông Chu Ngọc Anh nói rằng sai phạm của thân chủ của mình không nguy hiểm đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đề nghị của luật sư cũng như việc ông Chu Ngọc Anh không kháng cáo bản án sơ thẩm được cho là để dọn đường để ông này được giải cứu đúng quy trình. Ông Chu Ngọc Anh đã bị Bộ Công an khởi tố bị can và khám xét nơi ở với lý do đã nhận hối lộ 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt tại phòng làm việc của ông ở Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, trong kết luận điều tra sau đó, Bộ Công an đã bỏ qua tội danh nhận hối lộ của ông Chu Ngọc Anh, chỉ coi là hành vi nhận quà nhưng không đòi hỏi hay tác động gây sức ép. Trước phiên tòa xử án vụ án Việt Á, ông Chu Ngọc Anh đã nhờ gia đình nộp 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đây là số tiền mà ông đã không bị khép tội nhận hối lộ từ Phan Quốc Việt, giám đốc công ty Việt Á. Việc nộp tiền khắc phục hậu quả và nhận tội giúp ông Chu Ngọc Anh được tòa án ghi nhận là yếu tố giảm nhẹ, đồng thời là gia đình có công với cách mạng, và ông Anh đã được tặng thưởng nhiều huân huy chương, bằng khen cũng được tòa xem xét. Tại thời điểm đại dịch COVID-19, công ty Việt Á của Phan Quốc Việt đã bị cáo buộc đã mua sinh phẩm giá rẻ từ nước ngoài, phối trộn để thành kit xét nghiệm COVID-19. Ông Chu Ngọc Anh là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, biết rõ về đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm thuộc quyền sở hữu của nhà nước, nhưng vẫn ký các quyết định giao cho công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu với Học viện Quân y, việc làm của ông Anh dẫn tới số tiền gần 19 tỷ đồng ngân sách nhà nước bị chi sai mục đích. Theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 quy định về tội nhận hối lộ như sau. Khoản 4, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. A. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 1 tỷ trở lên. B. Gây thiệt hại về tài sản đến 5 tỷ đồng trở lên. Theo giới thạo tin, Chu Ngọc Anh vốn là người thuộc phe chính trị Hà Nội. Được biết, trong nội bộ của Đảng, các thế lực chính trị ở Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh là các phe ủng hộ Tổng Trọng vô điều kiện. Thành viên của các phe này rất ít bị kỷ luật, và nếu có đến mức buộc phải thi hành kỷ luật thì sẽ được tìm mọi cách giảm nhẹ tội. Đó cũng là lý do Bộ trưởng Chu Ngọc Anh dù đã nhận tới 200.000 đô trực tiếp từ Phan Quốc Việt nhưng vẫn không bị truy tố về tội nhận hối lộ trong đại án Việt Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Ai đứng sau kế hoạch đặc xá để giải cứu cho quan tham Chu Ngọc Anh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.